có vài món tung tánh mới về giới thiệu với mọi người à. Từng đôi tung tánh vũ xì đỉnh đá là một nè, ngôi sao đỉnh đá Chanel là hai nè, Chanel YSL đỉnh đá là ba nè, Chanel đơ đỉnh cơm là bốn nè. Mọi người nhớ vô mua ủng hộ shop em về, đừng có nhiều lắm rồi. Mọi người nhớ coi xong TikTok đây thì vô like kênh với follow của em, bọn em với nha. Rồi bye bye, xin chào tất cả mọi người ạ.